Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ mở rộng chế tài các nhà nhập khẩu dầu của Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 22 tháng 4 loan báo quyết định của chính quyền Donald Trump chấm dứt miễn trừng phạt đối với các nhà nhập khẩu dầu từ Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái áp dụng lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm ngoái sau khi ông rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 và tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran. Các biện pháp trừng phạt này nhằm gây áp lực buộc Tehran thay đổi điều mà Hoa Kỳ gọi là hoạt động nguy hiểm của Iran, bao gồm việc Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phiến quân Houthi ở Yemen. Hoa Kỳ áp dụng 8 lệnh miễn trừ bắt đầu các lệnh trừng phạt Iran vào tháng 11 năm ngoái, theo đó tạm thời miễn trừ cho hầu hết những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Hy Lạp. Hoa Kỳ bác bỏ điều kiện của Bắc Hàn về đàm phán nguyên tử. Sau khi bác bỏ lời yêu cầu của Bắc Hàn về việc phải linh hoạt hơn trong cách thức đàm phán, Washington tiếp tục từ chối lời đề nghị của Bắc Hàn về việc thay thế Ngoại trưởng Mike Pompeo bằng một trưởng đoàn đàm phán với phong cách thận trọng và chín chắn hơn. Vào ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố ông sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ để đàm phán về vấn đề vũ khí nguyên tử với Bắc Hàn, bất chấp lời yêu cầu của Bình Nhưỡng. Ông nói thêm rằng ông tin vẫn còn có một cơ hội thực sự để đạt được mục tiêu giải trừ vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Những lời bình luận nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bắc Hàn đề nghị thay thế Ngoại trưởng Pompeo. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đưa máy bay trinh sát đến thủ đô của Nam Hàn. Sau vụ thử vũ khí chiến thuật mới của Bắc Hàn, quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu các phi vụ trinh sát bằng phi cơ RC-135 bay qua các thành phố như Chungcheong, Songnam và Incheon. Việc máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay qua các khu vực xung quanh thủ đô Nam Hàn là điều bất thường. Vào năm 2017, khi Bắc Hàn phóng hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo, Hoa Kỳ cũng đã đưa ra loại máy bay thường xuyên đến đây để thực hiện các hoạt động thăm dò. Tuy nhiên, kể từ thời điểm tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được khởi động vào năm ngoái, máy bay trinh sát của Hoa Kỳ thường chỉ bay quanh khu vực biển Hoàng Hải mà thôi. Trong chuyến bay mới nhất, máy bay RC-135 vẫn hoạt động ở khu vực phía nam vùng cấm bay do hai miền Nam Bắc Triều Tiên thiết lập dọc theo đường biên giới giữa hai nước, theo thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng quân sự đạt được hồi năm ngoái. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống còn 37% sau báo cáo của ông Mueller. Theo một cuộc khảo sát ý kiến do hãng tin Reuters thực hiện, số người dân Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm 3% xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2019 sau khi bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố. Đây chính là cuộc khảo sát trên toàn quốc đầu tiên để đo lường phản ứng của người dân Hoa Kỳ sau khi Bộ Tư pháp công bố bản báo cáo dài 448 trang của ông Mueller. Trong đó kể lại nhiều sự việc cho thấy Donald Trump đã tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra. Theo kết quả thăm dò, 37% cử tri Hoa Kỳ tán thành thành tích của Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, giảm đi so với mức 40% trong cuộc thăm dò tương tự vào ngày 15 tháng 4 và 43% trong cuộc thăm dò ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr công bố tóm tắt bản báo cáo vào tháng 3. Cuộc thăm dò cho thấy rằng 50% người dân Hoa Kỳ đồng ý rằng chính Tổng thống Donald Trump hay ai đó trong đội ngũ làm việc cho ông đã phối hợp với người Nga để ảnh hưởng cuộc bầu cử 2016. Và 58% đồng ý rằng Tổng thống Donald Trump tìm cách chấm dứt cuộc điều tra. Thưa quý vị, dân quân ở tiểu bang New Mexico bắt giữ di dân lậu tại biên giới. Một nhóm dân quân cánh hữu có vũ trang hoạt động dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico đã cho đăng một số đoạn video lên các trang mạng xã hội trong tuần này. Một trong những video đó cho thấy họ đã bắt giữ khoảng 200 di dân đang tìm kiếm tư cách tị nạn bằng cách chĩa súng vào những người này gần công viên Sunland thuộc tiểu bang New Mexico cho đến khi các nhân viên tuần tra biên giới của Hoa Kỳ tới nơi. Nhóm dân quân này tự xưng là những người yêu nước lập hiến thống nhất, cho biết họ quyết tâm giám sát biên giới Hoa Kỳ cho đến khi nào Tổng thống Donald Trump thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc xây dựng một bức tường biên giới, hoặc cho đến khi Quốc hội ban hành bộ luật mạnh mẽ hơn để khiến người nhập cư gặp khó khăn hơn khi xin tị nạn. Carlos Diaz, phát ngôn nhân của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ không tiết lộ chi tiết cụ thể về lời cảnh báo trong các đoạn video hoặc về nhóm những người yêu nước lập hiến thống nhất Hoa Kỳ, nhưng tuyên bố rằng Cơ quan Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ không ủng hộ các nhóm hoặc các tổ chức tư nhân đang thực thi pháp luật theo kiểu như thế.
Tổng thống Donald Trump mắc lỗi đánh máy khi ông đăng tweet rằng các vụ tấn công khủng bố ở Sri Lanka đã giết chết ít nhất 138 triệu người. Cộng đồng mạng Internet được một fan bàn tán ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cho đăng tải thông điệp về các vụ nổ đẫm máu ở Sri Lanka trong nghi lễ phục sinh ngày 21 tháng 4. Sau khi nhận được tin, Tổng thống Donald Trump đã đăng lên Twitter bày tỏ lời chia buồn chân thành từ người dân Hoa Kỳ đến người dân Sri Lanka về sự mất mát đau thương này. Tuy nhiên, những người tin mắt đã lập tức phát hiện Tổng thống Trump mắc một lỗi đánh máy nghiêm trọng trong khi ông viết rằng các vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka đã giết chết ít nhất là 138 triệu người. Thông điệp này tồn tại hơn 30 phút mà không được chỉnh sửa. Vì vậy, dòng Twitter đó nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi nhiều người và cũng rất nhiều người tỏ ra thất vọng. Một người sử dụng Twitter tại Sri Lanka, một đất nước chỉ có 21 triệu dân nên người này rất lấy làm tiếc vì sự nhầm lẫn nghiêm trọng khi Tổng thống Hoa Kỳ cho họ chết tới 138 triệu người. Tuy nhiên, một số người khác lại lên tiếng bênh vực Tổng thống Donald Trump. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kiểu ngày hôm nay giảm 40.29 điểm, nhưng lại ở mức là 26.519.25 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 17.06 điểm, nhưng lại ở mức là 8.015.88 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 3.72 điểm, nhưng lại ở mức là 2.908.68 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.59%. Đồng thời, giá dầu thô trong ngày hôm nay là 64 cent cho một thùng dầu thô, đã tăng 0.39 cent cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.276 cent cho một ounce, đã giảm đi 0.02 cent cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.240.000 đồng một lượng, bán ra là 36.320.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.260 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ về chứng khoán, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.